Hello, hello cả nhà ơi, đang nằm bấm điện thoại thì thầy nói là tự nấu ăn đi nha, thầy đi ăn ở ngoài rồi. Trời ơi là mừng, chạy vội chiên cái trứng với lại cái nồi nước canh tối hôm qua. Thì bây giờ sẽ lấy cái nước canh đó để ăn chung với mì. Ở đây là mì cay Hàn Quốc. Thì không có thầy ở nhà nên không cần phải nấu đồ ăn nữa. Nên là Hana sẽ tranh thủ cái cơ hội này để mà dọn hết cái tủ lạnh luôn, ăn hết những cái đồ ăn cũ đi, để ngày mai sẽ nấu cái đồ ăn mới. Thì ăn mì cay Hàn Quốc này, nghe nói là cái gói mì này nó cay dữ lắm, nên là hôm nay thử ăn với lại cái nước canh cải với lại thịt ngày hôm qua chắc là ngon lắm. Đây, xin mời mọi người nha. Đây, cái nồi nó sôi ơi là sôi. Cái nồi này ngày hôm qua Hana ăn canh bắp cải với lại thịt đó mọi người, thịt heo. Thì hôm nay đun nó lại rồi chế mì ăn thôi, chắc là cũng ngon đó. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu, ngỡ duyên mình bấy lâu ai ngờ lại xa cách nhau. La 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 la, không thuộc lời. Trời bao nhiêu dài dầu rồi cứ ngỡ mình quá phù phà. Buồn lắm chị em ơi, lần nào mà ở nhà mình cũng vậy á, hát ca thoải mái. Trời ơi, thầy ông rất là ghét nói tiếng Việt á, bởi vì ông không có hiểu á mọi người, nên là mỗi lần ông ở nhà là nín như nín địch vậy đó. Mỗi lần ông đi, trời ơi nó vui, biết là ông đi có 1-2 tiếng đồng hồ thôi nhưng mà vui ới là vui, vui lắm đó. Cái gan gà nè, lấy cái gan gà này bỏ vô trong cái lò vi sóng lại nằm nóng lại ăn, phải dọn tủ lạnh hôm nay. Đây là tô mì thành phẩm xong rồi đó mọi người, nhìn cũng hấp dẫn đúng không, cuối cùng cũng giải quyết được cái nồi canh. Và đây là cái đĩa gan gà, thì cái đĩa gan gà này thì chắc là Cherry nó mê dữ lắm. Đây, xin mời cả nhà cùng ăn thôi. No, 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 no. Hello cả nhà, rất vui được gặp lại cả nhà tại kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đảo Ship. Cả nhà ơi, thì ngày hôm nay là sau hơn 10 ngày mới ra một cái video clip mới và mới gặp lại cả nhà. Thì thật sự thì xấu quá, cái này bỏ đi, cái này để cho Jerry nó nằm á, cho đựng dơ ghế sofa của người ta. Đi qua đây chào chào cô chú đi, đi chào cô chú thì ngồi xuống, ngồi xuống. Cắt xe. Sit down please. Ê, ngồi ăn cái này. Thì mọi người ơi, sau 10 ngày rồi mới làm một cái video clip nữa để gặp cả nhà. Con ngồi xuống đi con, chút nữa cho ăn. Rồi, để gặp lại cả nhà. Thì đang trong cái thời gian cách ly á, nên là không có đi làm, rồi ở nhà rồi không được đi ra ngoài nữa. Đi ra ngoài là phải nhắn tin xin phép rồi này kia, nên là rất là hạn chế đi ra ngoài để cách ly 3 tuần ở nhà. Thì nên là không có một cái nội dung nào hết, không có một cái suy nghĩ, không có một cái ý tưởng nào để mà quay cái clip cho mọi người. Thì rất là xin lỗi,
Xin lỗi cả nhà, thì hôm nay là một cái clip ăn mì. Bởi vì ngày hôm qua là ăn thịt hầm với lại bắp cải á, rồi xong rồi còn cái nước canh lại á, thì hôm nay thầy đi ăn ở nhà bạn rồi nên là Hana sẽ lấy cái nước canh ngày hôm qua để nấu mì ăn thôi, và để lên ngồi nói chuyện với mọi người, gặp mọi người. Cho mọi người đừng có quên Hana mà. Với lại cũng muốn tập ngồi trước camera để ăn, để coi như thế nào, để sau này ví dụ như mình làm mấy cái clip mà về ăn uống, về mukbang đồ này kia thì đỡ ngại. Nên là có gì mọi người giúp ý giúp Hana nha. Thường ở nhà một mình nó sẽ ăn mì. Lâu lâu ăn lại mì ngon ghê, mì cay của Hàn Quốc nữa mà không có kim chi. Rồi bây giờ thời tiết bên này nó đang rất là nóng, nó lộn sorry, đang rất là lạnh luôn. Mùa đông năm nay đến muộn rồi, tháng 1 bây giờ bắt đầu lạnh, ở trên núi bắt đầu có tuyết rồi. Để khi nào mà hết cách ly rồi Hana sẽ lên quay núi tuyết cho mọi người xem nha. Ở đảo Sip là thuộc châu Âu nhưng mà chỉ có mỗi núi là có tuyết thôi, núi tuyết có tuyết thôi cho đợt. Cay, đây mùa đông mà ăn cái mì nó nóng nó cay ngon quá. Cay quá rồi. Gan gà này cũng là ngày qua đâu, ngày kia chứ, xào với lại đậu đỏ. Cay quá. Bình thường ăn cay lắm luôn á, nhưng mà cái gói mì cay này nó cay quá luôn. Cay quá đi. Nè. Thường á, nếu mà đăng up clip mỗi tuần á, theo cái lịch up á, thì mình sẽ được YouTube nó đề xuất và mọi người sẽ biết đến Hana nhiều hơn. Nhưng mà 10 ngày rồi không có up clip lên trên YouTube thì YouTube nó mới tắt cái đề xuất nó đi. Thì hôm nay buộc lòng là không có một cái ý tưởng gì hết. Nên là cũng phải làm một cái clip để mà up lên trên YouTube để cho cái xin lại cái đề xuất đó, để đừng bị mất đề xuất. Mọi người biết không, mất đề xuất ấy, là rất là khó và rất là lâu để mà
cái video của mình nó có nhiều view thì hồi trước á, Hanh cái lúc mà đang sốt về cái đảo ship á, mọi người muốn tìm hiểu nhiều đảo ship á, nhiều về cái đảo ship á, thì cái video của Hana nó được đề xuất lên mấy ngàn lượt xem một ngày. Xong rồi sau này á, khi mà nó qua rồi thì Hana lại không có up clip thường xuyên nữa, thì mình bị mất cái đề xuất đi, nên là cái lượt view bây giờ nó còn rất là ít. Sẵn đây á, là nói về cái việc mà làm YouTube á, mọi người nghĩ là làm YouTube nó dễ lắm, chỉ cần up lên là có người xem này kia, thì thật sự là làm YouTube dễ thiệt, up lên thôi, nhưng mà cái có người xem hay không á, thì cái đó mới là cái vấn đề đó. Là Hana muốn làm về cái nội dung về cuộc sống của người Việt và nói chung về cái cuộc sống của Hana nói riêng ở đảo ship với mọi người, nên là mọi người có nhiều người vô comment cà khẹ dữ lắm, comment theo kiểu là chị ơi, ai đi sang nghe nói phụ nữ Việt Nam đi sang đảo ship toàn là làm gái không hả chị, hỏi vậy luôn á. Trời ơi, không biết là cho ăn học nhiều để làm gì, xong rồi á hả đi hỏi người khác mấy cái câu hỏi như vậy. Cái câu hỏi đó là mang cái tính chất cà khịa thôi, thật sự không lẽ trước khi người ta hỏi cái câu hỏi đó ra là người ta cũng biết là Hana sẽ trả lời như thế nào à? Không lẽ Hana nói đúng rồi, phụ nữ ai sang đảo ship cũng làm gái hết em, chỉ những người mà càng muốn cà khịa đó người ta mới lên người ta hỏi vậy, còn không là những cái người mà não có vấn đề hoặc là vô văn hóa lên mới mới hỏi mấy câu hỏi vậy. Chẳng đâu có đang nói về cái vấn đề đó nên là nói luôn cho, nếu mà cái bạn đó có vô xem cái clip này á thì sao sẵn bạn nó nghe luôn là làm gái hay không á. À, tất cả phụ nữ Việt Nam ai sang này đều làm gái hết, đúng không á? Nếu mà có đúng hay không đúng cũng không phải là cái vấn đề đó của bạn. Cái nhất, cái thứ hai nữa, ví dụ như người ta có làm gái nữa thì người ta làm trên cái thân xác cơ thể của người ta đi. Rồi mỗi người, mỗi cuộc sống của mỗi người đều có một cái lý do khác nhau hết, mỗi cái cuộc sống đều có mỗi cái hoàn cảnh khác nhau hết, nên là người ta làm gì đó là chuyện của người ta. Mình, cái cuộc sống của mình nên sống tốt, mình sống tốt cái cuộc đời của mình đi đã, rồi hãy quan tâm đến cái cuộc đời của người khác. Còn nếu mà cuộc đời mình sống chưa tốt thì mình lo, mình tập trung vô, mình hoàn thiện cái bản thân mình sống tốt cái đã, rồi hãy quan tâm tới người khác. Cái nhất. Cái thứ hai nữa, những cái người mà đi làm như vậy á, đúng là có người này người nọ, có người tốt có người xấu, nhưng mà đừng ai nghĩ gom hết vô những cái người đi làm như vậy là người xấu hết. Nhiều chị em á hả, người ta lo cho gia đình, lo cho người thân của người ta, không thiếu thứ gì, người ta không tiếc cái bản thân của người ta, người ta ngậm đắng nuốt cay, người ta đi làm người ta không tiếc cái bản thân của người ta, người ta lo cho gia đình. Có giờ mấy bạn ngồi đây, bạn chém gió, bạn bấm bàn phím, mấy bạn gõ bình luận, mấy bạn hỏi ai sau này cũng làm gái hết hả, mấy bạn đã lo được cho cha mẹ bạn chưa, mấy bạn đã lo được gì chưa đó. Nên là đừng phán xét hay đừng bình luận hay là đừng có hỏi những cái câu hỏi kiểu dạng như thiếu suy nghĩ, vô văn hóa như vậy nha. Không phải là mình binh những cái người đó, mình khuyến khích tất cả mọi người đi làm cái điều đó, không phải. Nhưng mà việc của họ, họ làm, việc của mình làm, cuộc đời của họ, họ sống, cuộc đời của mình sống. Mỗi người đều có mỗi cuộc đời khác nhau. Nên là mình nên tập trung, mình sống tốt cuộc đời mình báo hiếu cha mẹ, mình giúp đỡ gia đình mình trước đi đã. Tất cả mọi thứ ổn thỏa hết rồi, khi đó ngồi không ăn, ngồi không mà cũng có tiền rồi, cha mẹ được hưởng sung sướng tuổi già rồi, anh em này kia không phải bươn chải vất vả rồi, thì lúc đó hãy phán xét người khác. Nhớ nha, tánh kỳ lắm. Xin lỗi cả nhà nha, hơi bức xúc chút xíu tại vì có cái bạn đó hỏi vậy á. Đó chứ không phải là làm cái clip để mà phản pháo hay là để mà kích động hay là khuyến khích mọi người đi làm những cái việc không phải hay gì, không phải vậy, nhưng mà chỉ muốn giải thích cho cái bạn đó hiểu, hoặc là những cái người mà có cái suy nghĩ như vậy hiểu thôi. Đó thì cảm ơn mọi người đã xem hết cái video clip nhảm nhí của Hana này nha. Đó, thì xin chúc mọi người sức khỏe nè, chúc mọi người vui vẻ và luôn thành công trong cuộc sống. Và đừng quên nhấn nút đăng ký cái chuông thông báo và chia sẻ cái video của Hana nữa nha, để ủng hộ Hana. Cảm ơn mọi người rất nhiều và xin hẹn gặp lại mọi người ở những cái video clip tiếp theo. Bye bye. Cherry come here. Come here Cherry. Cherry bye 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 bye.